chương trình CODE4Schools chia sẻ niềm đam mê về giáo dục và công nghệ của Đại học MIT đến với học sinh và giáo viên tại các trường phổ thông trung học. Trong các buổi workshop của CODE4Schools, học sinh sẽ được khám phá về khoa học, lập trình hoặc cả nghệ thuật và thiết kế thông qua các hoạt động tương tác với robot. Ngoài ra, học sinh cũng được phát triển các kỹ năng mềm như giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và phát triển tư duy sáng tạo. Các hoạt động của CODE4Schools được thiết kế dành cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12, từ cấp độ cơ bản đến nâng cao về robot và lập trình. Song song với các buổi workshop, CODE4Schools còn sản xuất các video sinh động nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc thiết kế các hoạt động trên lớp liên quan đến khoa học và công nghệ. Tất cả tài liệu này đều có sẵn trên trang Facebook CODE4Schools của chương trình. Đội ngũ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đã thực hiện các workshop này cho gần 1.200 học sinh tại các trường học trên khắp mọi miền. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu thầy cô quan tâm và muốn được chương trình thực hiện workshop ngay tại trường của mình.